Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món quà Giáng sinh mình nhận từ công ty AT&T. Nếu bạn nào chưa biết AT&T là gì, AT&T là một hãng sim, một hãng internet, một dành cho điện thoại và TV, smart TV ở bên Mỹ. Hôm nay mình là giống như là khách hàng ưu tú của công ty AT&T ấy, thì Giáng sinh năm nay mình sẽ nhận được một món quà, đó chính là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e. Nào cùng mình bóc quà Giáng sinh thôi. Ok, trong cái này á, thì nó có một cái đề cách activate cái sim điện thoại này. Đó, đây là cách activate cho sim điện thoại. Còn đây là giống cái va chạm khi mà nó dịch chuyển á, thì nó cần đến tờ túi này. Đó. Rồi đây, nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là MS10 Y của Samsung Galaxy. Đó, siêu rất là cẩn thận luôn nha. Đây là ba cốt của nó nè. Đó, đây là mặt sau của hãng, nó tặng cho mình vào ngày Giáng sinh của AT&T nè. Siêu hai bên, chứ nữa mình unzip nó nha. Ok, mình đã dùng kéo rạch hai bên rồi này. Mình không biết các bạn thấy không, rạch rồi nè. Ok, để mình lấy nó ra. Cái điện thoại nó sẽ như thế này. Đây là cái tờ welcome của Samsung nè. Đồ bỏ cái sim đây nè. Nó silver này đó. Rồi cái này nó chỉ là hộp không thôi. Còn đây là chiếc điện thoại mới năm 2021 của mình. Điện thoại này thì mình nghĩ nó ra cách đây 2 năm gì rồi á. Đây đó, đây mặt sau nó có 2 camera và một camera phụ nè các bạn. Nó là màu đen. Rồi nha. Cái bên đó là một cái tờ công nhận của bảo hành điện thoại này. Cái sim điện thoại nhìn thấy trang trọng không nè. Đó, cái này cái sim điện thoại. Một cái nữa mình để vào đây. Cái này là cái đồ sạc nè. Đó, mình sẽ order cái case, cái điện thoại mới này sau. Ok, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mình sẽ qua cái bước tiếp theo là cách thiết lập cái điện thoại mới ở Mỹ như thế nào nhé. Cái này cái điện thoại này các bạn. Đó, mình nhờ em mình nó quay á. Đây mình sẽ mở cái này ra. Wow, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mình không gỡ cái này để mình
giảm cái sự vân tay trên điện thoại á. Ok, để mình mở nguồn. Cái nút mở nguồn nó sẽ nằm bên này, và volume nó sẽ bên này. Ngày để tắt cái điện thoại. Khi mà mở nguồn á, mình không biết các bạn có thấy không, nên nó đây là Samsung. Cái hiệu Samsung của AT&T luôn nè. Đó. Sau đó nó sẽ starting Android nha. Đây nó sẽ hiện là welcome. Người ta bắt mình chọn là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp gì đó, mình chọn thành tiếng Anh nha. Mình nhấn OK. Mình nhấn Start. Trong đây mình chọn hết tất cả các điều kiện của họ, bao gồm là cái điều kiện Term and Condition nè, rồi cá nhân, bí mật cá nhân nè, Sending Downloaded Data nè, Information Linking nè. Này chỉ là option thôi. Mình bấm hết, mình bấm Next nè. Nó đang dò cái wifi nhà mình á. Khúc này mình sẽ bí mật nha các bạn. Thì nữa mình bỏ cái pass của cái wifi sau, mình sẽ bấm skip nè. Skip anyway nè. Nó đợi một chút. Ở đây là múi giờ nè, ngày tháng nè, và giờ hiện tại nè. Múi giờ là mình chọn trừ 5 nha các bạn. Trừ 5 là Eastern Standard Time á.
Mình xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình lượt like, share và comment dưới video để mình có thêm nhiều lực chia sẻ nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. À, đừng quên, mỗi ngày một niềm vui. Chào tạm biệt các bạn.